Đồ này khá là tươi nha, muốn giống đô bao nhiêu? 10 10 cũ, 10 cũ. Ừ rồi, cái link đem. Để... Ai xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với channel của Warzone uh, Blockchain và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà một cái sàn uh, mới. Uh, sàn này khá là hot ở hiện tại uh, bởi vì uh, khi mà anh em uh, trader mà tham gia vào cái sàn này thì anh em uh, đăng ký tài khoản cũng như là uh, có những cái đường link giới thiệu referral thì anh em sẽ được nhận cái đồng ET và khi mà anh em chay volume giao dịch ở trên này uh, nó đủ rồi á thì anh em có thể unlock được cái đồng ET ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em uh, uh, chi tiết từ A đến Z thôi thì cái đồng này thì cái sàn et này nó đã lít ở trên cái android với lại ios rồi và hiện tại thì cái này nó khá là hay nó khác với tất cả các sàn khác ở cái là hiện tại trên sàn et này là người dùng không cần xác minh kic và mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản cài đặt bảo mật cho tài khoản và bắt đầu giao dịch rất là đơn giản và khi mà đăng ký ở trên cái sàn này thì sẽ được cho đó là 10 cái đồng ET ha để mình bật qua cho cả nhà xem trong cái ví mình ha cái ví của mình á là ngày hôm hai bữa trước thì mình có đăng ký và mình mình à, à, nhận được à, 10 đồng ET và sau đó là mình gửi vô trong cái link Telegram của mình kêu là anh em đăng ký đi thì có hai bạn đăng ký à, và mình được là 34 đồng ET ha. Thì à, ở trên web cũng có và ở trong cái điện thoại cũng có. Thì cả nhà khi mà vào trong điện thoại này nó khá dễ sử dụng thì cả nhà có thể thấy rằng là tính năng của nó thì nó khá là giống giống như là Binance ha thì cả nhà có thể là vào ở trong này thì cả nhà có thể là thấy được rằng là hầu như là rất là nhiều cái đồng token đang có ở trên này và giao diện cũng khá là thân thiện à, màu xanh lá cây với lại là màu vàng và màu đen thì cả nhà có thể thấy được rằng là thị trường ở đây thì nó cũng có là future spot với lại là yêu thích ha và bên cái phần giao dịch này thì chúng ta thấy được rằng là spot thì cũng có nè mua con rồi cũng có nè ha thật sự là bên này thì nó chưa có p2p B2P thôi nhưng mà tổng quan một chút xíu thì tất cả các tính năng đều khá là ok thì mình đã có thử và mình cũng đã có xem xét qua rồi thì cả nhà có thể thấy được rằng là khi mình vuốt vào đây thì cũng có khá là nhiều cái cặp giao dịch thôi nhưng mà thực sự khi mà cả nhà giao dịch ở trên cái cái điện thoại hay là trên sàn này thì cả nhà lưu ý á, là xài đồng bảy là mà tối đa là ít 20 thôi ha. Còn nếu mà một 150 này thì gọi gọi thẳng là chưa số số thôi chứ làm gì đâu. Rồi, à, bây giờ thì mình sẽ tổng quan qua chút xíu cho cả nhà về cái phần à uh, s này ha thì cái con Super s này á thì cả nhà có thể là lên trên màn hình của mình nè à, ở nếu mà cả nhà có máy tính thì mà cả nhà lên còn có điện thoại thì cả nhà có thể là vào trong cái căn cứ android ha hoặc là cả nhà vào căn cứ android ở trên cái cái máy tính mình ok rồi rồi cả nhà vào ở trong này á thì cả nhà làm hết tất cả các nhiệm vụ ở trong này ha rồi ở đây cả nhà có thể thấy được rằng là trong cái điện thoại mình thì cả nhà cũng thấy là có những cái 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 um, nhiệm vụ để mình làm ha và ở đây thì cả nhà có thể thấy được rằng là bắt đầu gửi tiền nè tham gia tham gia telegram của họ nè ha theo dõi họ trên twitter rồi sau đó là đăng ký đó là chúng ta sẽ được 10 et 2 et và ở phần phía dưới này thì chúng ta sẽ bắt đầu gửi tiền thì chúng ta sẽ chỉ cần gửi thôi chỉ là chúng ta chỉ cần gửi tiền rồi chúng ta sẽ vào ở trong cái phần này đó trong cái phần này ví dụ chọn mạng à, ví dụ như là mạng usdt đi xong rồi chọn mạng là binance smart chain hay là tron cũng được ha rồi chúng ta copy địa chỉ ví này xong rồi chúng ta gửi qua metamask hoặc là binance gì cũng được ha và ở trên cái điện thoại nó cũng vậy hết cả nhà ha ở trên điện thoại này thì cả nhà có thể thấy được rằng là mình ấn vào cái chữ là star deposit nè con ở ở đây thì chúng ta ấn vào chữ deposit thì chúng ta ấn usdt và chúng ta sẽ ấn à, cho mình đó chính là cái à, Smart Chain đó rồi chúng ta sẽ sao chép vào chúng ta gửi thôi ha đó thì rất là đơn giản về đường vừa điện thoại với bc rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái phần tiếp theo à, đó chính là cái phần mà giao dịch trên future thì khi mà chúng ta nạp tiền mặc định chúng ta đã nạp tiền vào ở trong này rồi á cả nhà thì chúng ta sẽ muốn chay thì chúng ta sẽ vào ở trong future chúng ta chay thôi thì chúng ta sẽ ấn cái đi đến giao dịch nè đó, để chúng ta chay được ha. Cho future này thì cả nhà lưu ý là có rất là nhiều cặp nhưng mà để tránh những cái đồng, uh, cái đồng biến động cao như là mấy cái con ăn con rác thì cả nhà phải né xa nha. Cả nhà chay những cái con mà có volume khối lượng giao dịch lớn ví dụ như là BTC với ETH uh, và những cái con như là Uh, ios uh, tránh xa những cái con như là luna luc với lại là con uh, opera bởi vì hai con này thì ở giai đoạn hiện tại thì thị trường đang khá là fomo và nó và sàn nó kêu bất cứ lúc nào nha luna 2 và luc với lại là con op nha cả nhà lưu ý nha và con chz nữa đúng rồi ba con đó cả nhà lưu ý tránh xa nha và trên điện thoại thì cũng như vậy ha cả nhà ha, ở trên điện thoại thì cả nhà có thể thấy là cũng như vậy ha nè đây ok rồi Đấy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại là cái phần tiếp theo à, Cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ vào qua bên này à, Phần bên này thì cả nhà có thể là giao dịch support Giao dịch support thì mình khỏi cần nói Nhưng mà cả nhà lưu ý có cho support là cái sàn này có con fit phi Con con con, con te phi à, Con phi rồi À ở đây thì có mấy cái con con này, con Tifi này nè, con Tifi này thì mình đánh giá nó đang khá là tiềm năng ha cả nhà ha. Con Tifi này thì cả nhà lừa giao dịch giao dịch con này cho Sơn nha. Tifi, phi, Tifi, phi, Tifi. Phi. Hiện tại thì con này nó đã có list con nó cáp rồi ha. và chúng ta có thể là xong khi mà chúng ta chơi spot xong á cả nhà. Rồi chúng ta sẽ À, giới thiệu thì cái này á, là sơn sẽ làm video sơn giới thiệu cho cả nhà thôi chứ nếu mà cả nhà thích thì cả nhà đăng ký còn không thích thì thôi ha à, cái này dành cho những anh em nào mà thích trader, thích trader kiểu gọi là chuyên nghiệp đó rồi còn à, đây thì khi mà chúng ta là có giải thưởng là et với lại số dư là khóa có nghĩa là khi mà chúng ta khi mà chúng ta tạo ở đây á, là có nghĩa là chúng ta đã 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 được 10 đồng ET rồi và khi mà kiếm được bạn bè giao dịch vô hay làm những nhiệm vụ ở đây thì chúng ta sẽ kiếm đâu đó là tầm 30 đến 40 cái đồng ET và thực sự á, là khi mà kiếm được thì chúng ta không thể nào mà rút khóa được nhưng mà chúng ta phải nạp tiền vào đây chúng ta chay thì nạp tiền ở đây thì nó có điểm mạnh ở đây là nó không cần cái xác minh cây mà nạp tiền vô vẫn chay được và ở đây thì mặc dù á là à, chúng ta chay à, chúng ta chay thì chúng ta không biết chay như thế nào thì nên là chọn những cái cặp giao dịch à, nó vốn hóa giống như là những cái cặp như là à, hôm nay sẽ chỉ con thi phi đó với lại là con à, kiểu là cả nhà chay con à... BUSD hay là cặp USDT gì cũng được khá là dễ dàng rồi Ok thì Sơn nghĩ rằng được rằng là video này Sơn giới thiệu khá là chi tiết rồi ha và cái thông tin ở giai đoạn hiện tại thì hôm nãy là Sơn có vào trong telegram của họ và Sơn có thấy là Cả nhà có thể thấy được rằng á là ở cái phần này là vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay nè, vào thì họ đang có là phần thưởng 400 đô tại địa điểm Soma Metaverse và cái link tải Soma thì ở đây nha cả nhà nha, sư sẽ để dưới cái phần mô tả cho cả nhà. Và cái phần iOS ở đây ha, cả nhà có thể tải cái này vào để kiếm 400 đô ha. 400 đô này khá là tươi nha, 400 đô bao nhiêu? 10 10 cũ 10 cũ Ừ rồi, cái link đèn điện form bên dưới nè. Rồi cả nhà vào cái link điện form này ha rồi sau đó là cả nhà vào được cả nhà điền email này à, tên với lại là telegram vô rồi sau đó là cả nhà có thể là à, không biết thì cả nhà có thể là vào ở trong hai cái video hướng dẫn đăng ký này ha đó rồi đây để xem bật cái vô cho cả nhà ha đây cả nhà có thể thấy rằng tắt cái tỷ đề cái này là hàng hàng này là hàng của hàng Hàn Quốc cả nhà ơi đó hàng Hàn Quốc cả nhà thì mình vào đây là mình bật hơn cả nhà ha đó này là thế giới metaverse nha cả nhà nha nó khá là hay đấy rồi ồ oh, nhìn khá là ba nhờ wow ở trong này ở okay, cả nhà wow hay nhờ rồi bây giờ thì cả nhà đã hiểu hơn về cái sàn giao dịch mới này sàn giao dịch S thì hy vọng rằng là tất cả những thông tin mà Sơn chia sẻ đó là những điều miễn miễn phí và cả nhà hãy nhớ dập nát nút like để ủng hộ Sơn nhé Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp cả nhà ở những video sau Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha Bye bye